Em Di Cá chào tất cả anh em ha. Rồi chương trình chiều hôm nay còn nhiều dây điện chơi tất tần tật, chơi tất tay luôn em. Đấy, một ăn cả ngã giờ không. Rồi thì còn nhiều điện luôn, hết ra luôn em. Thì cái khúc này là khúc dây điện không đầu nha. Còn chỉ có 5 thùng dây điện là có đầu. Thì một chút xíu nữa em sẽ cân lên và cái giá em sẽ tùy theo thùng anh em. Fit dây điện, cái dây điện không đầu này thì 50k một ký là đều nhau. Có cộng 6 con đẹp thì cái này có cộng 6 con đẹp anh em nha. Đó, thì em chỉ cần là trên 5 trừ ship đồ này nọ ra trên đăng ký chai 5.000 ký thôi. Còn cái này nó hơi đắt tiền anh em nha. Tại này nó có đầu. Đó, nó có đầu quấn lại đầu đâu và đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà nó cũng có cái cộng là 6 con đẹp trong đây. Chứ không phải là không có là cộng đẹp hết anh em ơi. Đấy. Còn đây nó là dây điện không đầu là nó nằm lung tung hết. Đó, chiều hôm nay thì em quay dây điện xong rồi em sẽ quay vô cái đống này anh em ơi. Đó, đống công tắc này anh em cũng có hồi sáng chốt hết rồi. Giờ em làm thêm mớ nữa. Đấy, còn ít mấy pin cỏ này lát nữa coi kịp thì em chơi luôn em, làm mới công cụ nữa anh em ơi. Đấy rồi thì cái này thì hình thức mua bán bên em thì đây là ship 30k một đơn, trên 150 là bao ship anh em ha. Đấy. Rồi tất cả là điện 100V nha. Rồi anh em cọc trước cho em 30%, còn lại bao nhiêu em sẽ gửi hàng về đến nhà khi nhận hàng kiểm tra thanh toán cho anh, kiểm tra thanh toán cho em nha. Đó, thì cái này khi còn shipper ở đó khi anh em kiểm tra đồng kiểm cho em ha. Có vấn đề gì cứ gọi lại cho em sẽ giải quyết cho anh em. Chứ còn anh em đợi shipper chỉ thanh toán tiền rồi đi rồi là em bó tay luôn em ha. Đó, hàng thì coi như là mấy công cụ điện thì điện 100V em bán sát hết anh em ha. Còn là có dây điện em sẽ gắm cho anh em không có dọn đâu. Đấy, còn là có dây điện thì em gắm, còn không có dây điện bán sát luôn. Đấy, rồi. Số điện thoại là hai số này, mỗi một máy một thùng dây điện. Một mã thì nó có giá tiền và mã số khác nhau. Anh em nhìn kỹ xong gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Đấy, chốt xong anh em cọc xong gửi hàng về tới nhà thôi. Rồi đầu tiên thì em sẽ làm mấy cái thùng dây điện không đầu trước anh em. Em sẽ quay những cái thùng dây điện không đầu trước và dây điện có đầu sau. Đấy. Rồi bây giờ anh em mình vô việc thôi. Đơn giản là vậy thôi anh em nha. Dây điện này thì em không có bao gì đâu anh em nha. Thì chỉ là bao ship cho anh em thôi. Tại vì anh em bán trên giá dây chai 5.000 ký thôi. Trừ ship ra thôi anh em ơi. Đó. Còn dây điện có đầu này cũng vậy luôn. Lát em cân xô xong em đổ ra cho anh em coi. Đấy. Rồi cái này thì nó... Đấy, một thùng nó là 18kg anh em ơi, đó là 900k một thùng. Cái này là xô rồi anh em ơi, 900k một thùng dây không đầu. Rồi, dây này nó không có đầu đâu anh em ơi. Đấy. Thì cái này thì nó dây chai nó 35.000kg rồi anh em. Đấy, ship lại công nóng gói thùng ship rồi nữa là 45.000 bán 50.000 ký bao ship đó anh em ơi. Đấy, anh em cảm thấy có sử dụng thì lấy về anh em, nó nhiều cộng nó cũng dài, nhiều cộng nó cũng ngắn, nó xấu đẹp có lung tung anh em ơi. Đấy. Này em không có dọn đấy, rồi ok. 1473 900 một thùng anh em nha, 473 900k một thùng. Rồi. 473 900. Đấy, một lắc vào đó luôn, đợi nó luôn. 473 900. Thùng nào nó cũng 18 kg anh em ơi, không cần cân đâu. Nó 18 kg hết á. Bỏ lên cái giá rồi thử. Hợp lý. Rồi, ok, bỏ xuống. Đó, dây có dây xấu, dây đẹp có tùm lum vô nó anh em. Đấy. Bấm coi. Rồi. Đấy, bữa giờ em quay lên cứ lần lần là 3-4 thùng anh em mua hết cho nên là em quay tiếp á. Rồi, cái này thuốc cái này em. Rồi 474 900 luôn em nha. 474 900k luôn. 474 900. Đấy. Rồi. Hai thùng. Đây, chín thùng nữa. Rồi 475. Ok luôn. Tùy thùng anh em, thùng này dây to nhiều nè, cái này đóng cái ống này đóng dây to nhiều nè, cũng có nhiều cộng có fit nhưng mà cái lộn thôi anh em ơi. Nhớ như mấy con này cái lộn mình điều nó hơi xấu anh em, lấy cái fit nào đấu vô mấy cái cộng kia nè. Đấy rồi này đi, này lô này nhìn cũng ok fit. Đấy rồi 475 900 luôn em ơi. 475 900. Anh em nha, 475 900. Đó. Rồi tiếp tục 476. Rồi nhiều cho mai đã luôn em.
Rồi. Dây ngắn dây dài tùm lum anh em. Đấy. Cũng là dây công cụ thôi, có rất là đẹp nè. Dây máy thôi đấy. Nằm lung tung sau bàn đó. Rồi, 476-900 luôn em nha. Rồi, 476-900 k luôn. Dây 6 chỉ đẹp đó lung tung. Rồi, dây 2 lỗi, 3 lỗi tùm lum đây anh em hỏi. 477 rồi 900 luôn. Rồi 478. Đấy. Ủa thùng này nãy nằm đâu vậy? Chắc là thùng mới. Qua xuống. Qua chưa? Nó lộn luôn em nha, chứ không có nhiều đâu em ơi. Đấy. Rồi. 479. Phụ 478. Cứ đợi anh lấy không ta. 478. 478 anh em nha, thùng này thùng 478 nè. Cứ. Đó, 478. 900k kéo qua kia em. Bỏ lên bên phía bên kia. Rồi 479 là cái thùng này. Đấy. Hơi dơ nè em ơi. Đấy. Đấy, ok, quay vòng vòng nè. Rồi 479 900 luôn em nha. Rồi ok, hốt em hai đứa. Rồi 479 900 rồi một đứa đi lên đưa hốt anh. Rồi 479 900k nha, quay từ từ em quay nhiều trong mặt á. Dây nó dài anh em, có cộng nó cũng xấu, còn đẹp tùm lum anh em à. Đấy. Rồi 480. Đấy. Rồi 900 luôn. Đó ra đây. 480. 900k thùng này luôn em nha, 480 đó cái thùng. Rồi 481 là cái thùng tiếp theo. Rồi 481 900 luôn em nha. Mã này mã 481. 481 900k. Tiếp tục. 482. Bánh này em bánh này. Lô này nhìn ok nè. Này mấy đứa đệ tử em nó hút hên xui anh em ơi. Đó. Có lô đẹp rồi, lô xấu gì coi như anh. Bắt đầu bỏ khó rồi nguyên cộng anh em ơi. Có phít kệ đó đi. Đấy. Rồi ok. Dây chai mà. 482. Rồi
483. Đấy, đổ ra luôn em. Này sao giờ có đầu cắm gì vậy? Mùa này có dây đầu cắm mà chị ta rồi. Đổ ra. Dây ba pha nữa em. Nè, cục nè. Trong thời điểm này dây chay nó đang bị sốt anh em. Đó, nó đang bị sốt giá cho nên giá nó hơi cao. Đấy. Mà bình thường dây điện này nó thấp nhất nó cũng 27 28 ngàn ký. Đấy. Giờ giá nó hơi cao. Đó, mấy cái có mấy cái có đầu cắm đó nè. Dây này cũng không có đầu cắm nữa. Rồi. 483. Hồi nãy thằng kia anh dán giá lên được đó. Rồi anh ơi. Rồi, 900 luôn. 483 900 rồi, hết dây điện, hết dây điện có fix rồi anh em nha. À, không fix rồi nha. Rồi lấy một cái tờ giấy. Này nó cũng 18 kg luôn. Đó, thùng nào cũng 18 kg hết á. Lấy một tờ giấy bự bự em. Tờ giấy bự lại cái này nó phải lót. Tại cái này nó sạch sẽ rồi. Đấy. Cái này nó sạch sẽ anh em nha. Cái thùng này thì nó sạch sẽ rồi, nó không phải như cái thùng mấy cái thùng kia. Lấy cái miếng anh Vi ngồi rồi ấn ngược lại. Lấy cái miếng nào được? Miếng nào được? Đổ ra, đó miếng nó được. Đổ xuống này. Đó anh em nha, xấu đẹp có tùm lum, dây nhỏ dây to có đầy đủ anh em ơi, đây nè. Đấy. Dây này thì nó cũng dài nên nó có fit nhưng mà nó fit cũng hơi xấu luôn. Đấy. Đây, được luôn. Như thế này. Đây em giờ cầm ký lại nha. Đấy. Dây ngắn có, dây dài có. Đây, dây dài có, dây ngắn có luôn. Đó. Thì này em bán theo giá sỉ luôn em nha. Đó. Bình thường em lựa ra là cứ 100 ngàn có, 80 ngàn là rẻ nhất. Đó. Còn nay bây giờ là em bán nguyên xô như thế này. Đây, nhân thử coi. Nếu em quên nhân em ơi. Đó. 18 80 bằng đấy nè, 18 nhân cho 80 là nó ra bằng 1,4 triệu, là cứ 1,4 triệu là một thùng nè anh em nha. Đó, tùy theo lô, cái này thì bán tùy theo lô nha, còn có 7 mấy thôi nè. Đó, 7 mấy ngàn bao ship. Đấy, dây điện có, dây đẹp có, dây có đầu kích có, nói chung là đây. Tại bán theo cái giá này thì coi như là hơn xưa có cộng 6 còn đẹp nha. Còn nếu mà em lựa ra thì cứ 100 ngàn ký thì mấy cái này 100-101 ký nó đầy đủ hết. Đấy, còn mấy dây nhỏ đây, dây nhỏ đó. Rồi cứ cầm ký thôi anh em nha, em không có đổi cái hàng chát gì đâu nè, mà cứ yên tâm. Đấy, em bán nha, mà em bán xô nó số lượng mà phải 1-2 cộng đâu mà đổi chi anh em. Đấy, ba cái dây điện ở nhà em là lô hàng nào giờ em là lô nào mấy bao la. Rồi, ok, rồi cốt vô đi em. Đó, 484 đấy, bao ship rồi anh em ạ. Rồi 484 đi luôn. Đấy. Rồi con lô này từ cầm em, cầm. Ôi, lô này đúng 18 kg bỏ thêm em ơi. Cốc đại cộng rồi đó đi. Cân dư ra trừ bì ra em. Cái thùng ở trên đầu luôn. Đừng lấy thùng nó, cái thùng nó cong hết rồi mà. Cái thùng ở trên đầu luôn á. Hai đứa này nó khờ với ba. Bóc 1-2 cộng thôi. Rồi bỏ vô đi. Bỏ vô luôn. Trên tay bỏ vô để cho nó rồi, ok được rồi. Cong nào trừ cái thùng đó. Đây, dây lô này có dây ba pha mà nó hơi ngắn nè anh em nha. Đó, cũng 18 kg, dây thì kẹp có luôn. Đủ loại anh em ơi, đấy. Đây. Đây, nó dây kẹp, dây hàng kẹp nữa nè. Đầy đủ. Đây. Quay tổng quan nè. Đủ loại dây anh em ơi, dây ngắn, dây dài có đầy đủ đó, xấu đẹp có, hên xui. Rồi cái lô này thì em thấy có dây nhỏ nó hơi nhiều. Đấy, rồi cái này tính cho anh em nãy 1,4 triệu hả? Đúng rồi. Nhiều 350 lô này, đó, tại nó có dây nhỏ hơi nhiều.
tùy theo lô thôi nè. Đấy, đếm ra không biết bao nhiêu cộng luôn anh em ơi, đếm thử bao nhiêu cộng nè, đếm ra một lô 485 1350 485 87 cộng tổng cộng nữa nè. Đấy, rồi. Được rồi. 485 triệu 3, 50. Đấy. Còn lỗ này. Đấy, rồi 18 kg, ok, xuống. Rồi, lô này đẹp nè anh em ơi. Lô này chuẩn nè. Đấy. Có dây ba pha nữa. Đâu? Đúng rồi, dây này dây ba pha. Lô này ok rồi. Đấy. Cũng có dây nhỏ anh em nha. Đấy. Rồi. Anh em thích lấy lô nào anh em lấy nha. Đấy. Còn này nó hơi xấu nè ngay đây nè. Đấy. Rồi chiều tư luôn anh em ơi. Đấy. Đầu cắm nó cũng hơi xấu. Đấy. Rồi 1.400.000 lô này. Rồi 486 chiều tư anh em ơi. Này dành cho mấy anh em thầy thợ về đấu vô máy anh em hả? Rồi cô này tiếp tục nữa. Quay. Lô này có gì dây kẹp bình nữa anh em. Đấy. Đầy đủ. Đây, mấy cái ô răng. Rồi cái này kẹp bình hai bộ kẹp bình. Rồi này đầu cắm hơi xấu này hả. Rồi ok, này còn dây này nó cũng không có đẹp lắm anh em, dây gì đây nè. Rồi lô này để cho anh em đi qua đi, lô này mình thấy nó dây ngắn nhiều anh em ơi, dì ba nha. 487 anh em nha, 487 1.300.000. Rồi, thốt luôn. Rồi, phần cuối cùng. Ba cháu có mấy cọng này đẹp, có mấy cọng đẹp, cọng xấu dùng lum anh em. Đấy, rồi 1350 488 1350. Rồi ok, hết dây điện anh em nha. Rồi 488 1350 ok luôn. Quốc từ từ quan ngang cho em nó lụn qua bên này em. Rồi quay lại tổng quan cái nè em ơi. Đấy. Rồi, lấy lá cây bạc, lấy bạc đủ lên em ơi. Rồi thắp công vô lửa. Rồi thì hết cái này luôn. Hết dây điện lên đây nha, bao nhiêu dây điện nữa thôi. 2 2 4 6 8 10 2 14 16 thùng. Rồi ok. 16 thùng. Và bấm đứng ngay vô trong kia luôn.
Rồi, đầu tiên thì em sẽ quay mấy pin này trước anh em. Thì đây cũng toàn là pin cỏ không anh em ơi. Em cũng không có test luôn anh em nha. Quan sát luôn hên xui luôn anh em ơi, chọn hên xui nha. Anh em nào trúng thì coi như là con nào chạy thì giờ xài luôn, còn con nào không chạy thì anh em giờ dọn lại nha. Đấy, toàn là cỏ không, chứ không có giá trị đâu, thấp lắm anh em ơi. Đấy, test nó lâu quá. Đấy, đây, như ví dụ như mấy con này chín con sáu này nè, đấy. Cò này, đấy. Đảo qua đảo lại thấy nó mềm mềm nữa nè. Như bị gãy hay sao chứ. Đó. Rồi. Đầu kẹp 10 ly anh em, 7 quân 2 anh em ơi, như con này. Đó. Cái máy ta. Anh em dồn đơn giùm em nha. Ví dụ như là anh em trên 150 là em bao ship anh em ơi. Đấy. Chứ còn dưới 150 là anh em chịu 30k tiền ship nha. Đây. Con này nó hơi xấu xấu rồi. Để anh em xác con này không test luôn em. Đó. 70 nha, 489. 70. 70k một con, thân máy dở bình. Đấy, rồi 480. Đấy. Con này. Công thức con này ok hơn anh em nha. Đó. Rồi. Con này 70 luôn. Đấy, cũng con 70 đi. Đấy. 70 490, 70. Rồi 491 vít thạch cao anh em ơi. Đó. Vít thạch cao con này 9.6. Đấy. Rồi con này 60 đấy. 491 60 quay cho nó nhanh lên rồi. Con này cắt giấy thật cao. Đó. Con này hơi nặng rồi, 70 luôn em ơi. Đấy. 492 70, con nào thiếu đồ em nói nha. 492 70k. Đây. 492 rồi, xác đi. 492 70 anh em ơi. Đấy. Rồi 493. Con này 12V. Đó. 12V đấy. Đầu cái này lắc nó hơi cứng anh em ơi. Này đời nó cũng cổ đầu nó to nè hả, rất là cột vậy nè. 12V dành cho em nó luôn. Đó. Rồi 160 bao ship luôn em ơi. 493 160k bao ship anh em nha. Đó, mấy con trên 150 là bao ship rồi. Rồi mấy con này thì cứ 30.000 con anh em ơi. Đó. 30 494 đầu cứng nha. Giờ vừa xin làm lại hết anh em nha. Đấy. 494 30k luôn. Rồi 495, đó, đầu này nó bị chống cái này. Đấy. Rồi 30 luôn, 495. 30. Rồi 496. Đó. Này Vitner mini này. Lóc. Này cò bóp nó cũng thấy nó cũng không vô vô gì đây. Đấy. Bóp cái này xuống nó kiểu cái cắt này là có nè, còn khúc trên này không có nè. Đấy. Vít mini nè mà. Rồi 50 luôn. Con này 496 50k. Đấy. Rồi 497. Rồi con này 50 luôn. Đấy. 497 50. Đấy. Cho nhanh anh em ơi. Rồi 498. Con này vít 12V Hitachi. Đấy. 12V. Đấy. Mấy con Hitachi 12. Có 12 nhiều không? Lấy cái test thử bình cho đây. Đưa cái thử bình này. Tại mấy 12V nó giá trị nó cao á. Bóc tưởng đâu cỏ không chứ. Có con Makita kia hồi nãy. Đưa. Em bóc Makita kia em thử lại cho anh em nha. Đấy. Bóc con Makita kia lại nè. Đấy. Lâu sốt con. À, con này nó kẹt anh em nha, nó đúng sát luôn. À, bóp nó rung rồi nó không chạy. Đấy. Nó rung rồi lại đóng ten nè. Đấy. Rồi 496 con này mày cái tàu nãy không này đóng ten hơi nhiều anh em ơi. Rồi đảo chiều chạy ok anh em nha. Đó. Rồi con này Hitachi đầu kẹp 13 đấy. Lóc gì đây. Nói chung giờ vệ sinh đầu cổ lại anh em nha. Em sẽ test máy chạy cho anh em nha. Đấy, mấy con này thì bao ship rồi. Rồi con này 200 luôn. 498 200k anh em nha. Đấy. 12V. Rồi 499. Ryobi. Hư đảo chiều anh em nè. Con này hư đảo chiều rồi nè.
chạy nhưng mà hư đảo chiều nè, đảo chiều không được đấy. Ribi 12V này, con này hư đảo chiều anh em nha. Rồi con này 499 170k luôn em nha. Đấy, hư đảo chiều rồi, 499 170. Rồi 450, à, con này Black Docker. Đấy. 10V8 anh em ơi. À. Con này 10V8 nha. Đầu cổ ra vô được nè, đấy. Dạng kêu cắt cắt cái bú nè, mà không có chân binh đâu nè. Rồi, cái này thì sắt 130 anh em ơi, đấy, 500, mã 500 giá 130. Đây, Black Docker nè anh em ơi. Con này cũng không có pin để test cho anh em luôn nha. Đấy, con này là con chà nhám. Đấy. Black Docker 18V anh em ơi. Đấy. Này công tắc của nó đây. Đó, công tắc bật được nha. Rồi. Chà nhám, con này 150 luôn em. Mã 501 150k. Đấy. 501 150 luôn. Đây, 502. Bu lông 24V mà không có, nó không có pin đâu nè. Chạy nha. Đầu 1/2 anh em ơi, đó, 24V đầu 1/2. Rồi. 450 luôn em nha, đó. Chạy anh em giờ cũng kiếm pin bỏ vô nha. Đây nè. Đầu bu lông hơi rơ tí xíu. Đó. Đầu nó rơ anh em nha. Đấy, đảo chiều chạy. Rồi 450 luôn. 502, 450 luôn em nè. Đây 12V con này mấy con anh em nha. Nati. Mất đảo chiều rồi anh em ơi, con này mất cái đảo chiều rồi. Con này mất cái đảo chiều nè, đấy. Đầu 13 ly chạy. Rồi, con này 120 luôn, 503 120. 503 120k đi nha. Cưa lọng này. Này cưa lọng anh em ơi, đó. Mất cái đới nè. Chạy anh em ơi, đó. Rồi, 14.4 mất cái đới rồi anh em. Đấy. Rồi 80 luôn, 504 80 đấy. 504 80k luôn đấy. Rồi 505. Mấy con cỏ này đó. Rồi 70 con đi anh em ơi. 505 70. Khỏi test mấy con cỏ này đi anh em ơi. Đấy, lâu lắm. Đấy, 70. Đây cưa kiếm 14.4. Mất cái đồ kẹp lưỡi anh em à. Đây nè, mất cái đồ kẹp lưỡi cái này. Đó, 14.4 có pin luôn đấy. Rồi em này 200 anh em nha, 506 200k luôn. 506 đấy. Trong nó còn sáng gió rồi anh em nha, mất cái đồ kẹt lưỡi thôi, 14.4 pin nè. Đấy. Rồi 506 200 luôn. Rồi 507. Chạy. Rồi sơi đít anh em ơi, chạy anh em. Sơi đít 12V. Rồi. Này nó hơi cũ cũ nè em ơi, đó. Cũ nhưng mà chạy. Rồi, 106 bao ship cho anh em nha, 507 160. Rồi, 507 160. Rồi con này 12V hàng Đài Loan luôn đấy. Rồi, chạy. Rồi ok luôn anh em nha. Đấy, rồi con này 106 luôn. Đấy. Đài Loan anh em nha. 508 160. Đó, bắt đưa rồi ok. Rồi. Cỏ. Cỏ. Rồi điếc anh em nha, đó, điếc. Cứng đầu, điếc. Đấy. Rồi con này không có pin anh em ơi, 509. Rồi 60 đi, đấy. 509 60 anh em ơi. Rồi 510. Này cứng đầu luôn, nó cũng chắc nó không chạy đâu anh em nè, đó. Rồi con này chắc 50. 510, 50k luôn anh em ơi. Đấy, cứng. Nó cứng hết rồi. Anh em giờ lấy cái gì nên lấy nha. Đây. Cỏ luôn. Đó. Rồi, Humitu 7/2. Rồi em này đợi anh em 50 luôn. Đấy. Có motor nó anh em, đầy đủ 7/2, rồi 50k luôn. Con này Makita 9/6. Rồi 100k luôn, sát luôn em nha.
100, test ra là 130 thôi, chính xác 100. Đấy. Con này Hitachi. Giờ vệ sinh lại cái đầu nè. À, ra vô được nè. Đó. Không có pin. Rồi 60 luôn, 513 60. Đấy, em chưa. 513 60k luôn nào ơi. Rồi 514. Rồi con này 70 luôn, không có pin anh em, Nati. Đấy. Đầu cổ ok, 70. 514 70k luôn nào. Đấy. Rõ không à? 515. Đầu cổ ra vô được tí xíu thôi. Đấy. Đầu kẹp 10 ly Hitachi. Đấy. 515. Rồi con này 70 anh em nha. Đấy. Anh thức cổ ok. Anh test cái cho anh em vô vui. Test nhanh lắm nhưng mà vẫn sát cho nó có cái độ hên xui anh em, nó vui vui anh em ơi. Đấy. Nó còn sống là sống, chết là chết thì nó đơn giản quá. Cái test ngay đây nè. Đó. Rồi 50. 516 50. À, 516 50k. Rồi 517 mai hen này nó bị hở hở này nè. Đấy. Hở hở nha, mai hen. Rồi con này đợi anh em 30 luôn. 7 30k. 517 30. Này sơ đít 12. Không có pin anh em ơi. Cứng công tắc luôn rồi. Đây, bóp được rồi. Rồi. Điếc không chạy luôn. Đó. 80 luôn em ơi. Đó. Sơ đít 12, điếc không chạy 80k luôn. Em này 12V của rồi cứng luôn em ơi, cứng luôn. 12V cứng luôn, 60 anh em. 519 60k đấy. 519 60. 520. Rồi con này 70 anh em ơi. Đấy. Nhớ đôi khi nhiều khi mà con máy mà nó nhiều tiền quá thì mình không hên xui được, chứ nhiều máy nhỏ nhỏ thì hên xui nó vui hơn nè. 520 70k nha. Đó, đầu quay được nè, ra vô được. Rồi 521 con này mất cái cò nè em ơi. Đó. Mất cái cò vít cứng tốt luôn. Rồi 30 luôn. 521 30. Đấy. 521 30. 522 mất cái cò luôn đó. Vít mini 30 luôn. 522 30. 523 con này nó không có pin nữa nè em ơi. À, này nó không có pin, này 6V nè, nó không có pin. Này 4 chân pin luôn. À. Rồi anh em giờ thiết kế nó nha. Đấy. Rồi 60 luôn, 523 60. Giờ luôn, à, còn em. Đó là. Đó là đưa công tắc vào đây. Hết pin rồi anh em ơi, có nhiêu đó thôi. Mai đi em chắc con đường kiếm thêm đồ gia dụng bán rồi em ơi. Rồi giờ tới công tắc anh em nha. Đấy. Thì công tắc nó cứ một lô như thế này. Công tắc máy điện anh em ơi, chứ không phải là công tắc máy pin nha. Công tắc toàn bộ là máy điện hết. Thì công tắc này nhà em mấy đứa đời tử nó gỡ nè. Đó, dây điện thì nó hơi lòi ra dài tí xíu. Đấy cho nên em còn 2kg nha. Đấy, 2kg mà dây công tắc này đẹp nha. Đấy, điều tóc có. Này có. Nói chung là một lô như thế này là một 100k đấy, kêu đứa vô nó bỏ đấy. Rồi 524 100k, mã 524 anh em nha. Đây 524 100. 524 100 chỗ đây hút vô rồi xong. Rồi 525 này cũng 100k luôn em nha. Đấy 525 100 luôn đấy, công tắc. Đó. Đuôi chuột gà được đầy đủ đây mà, 100k. Em đứng cho báo đi, báo. Rồi 525. Lô này 100 luôn em, lô 525 100 luôn. Rồi 526. Này công tắc này, đó. 2kg nữa. Đây. 526 100 luôn. Đó, đưa. Rồi ok. 527. 27 đấy, ok anh em ơi. Đấy, này cái dây điện nó hơi lòi dài đi xíu đấy. 527 100 luôn. Rồi.
năm 28. Lô này năm 28 anh em nha. Đấy. Rồi, ok luôn. Năm 28. 100 đấy. Rồi, năm 29. Lô. Rồi 100 luôn, đó, 529. Đây. Đây 529 anh em ơi, 529. Rồi ok. 530. Rồi ok luôn. À, lô này thì nó hơi xấu quá. Dây điện hơi dài nên con hơi dư một tí xíu anh em ơi. Đấy. Rồi 530. 100 luôn, đây. Ruột gà đồ có luôn anh em ơi. Đấy. Rồi 531. 531 rồi 100 luôn em nha. Đấy, đây, công tắc đây. Ừ. 531 100k luôn. Này 531 anh em nha. Đó từng mã 1. Này con cho anh em thấy cho vui rồi chứ anh em nhìn cũng đâu có hết đâu mà. Rồi 532. Cái này nó rẻ mà anh em. Đấy. 100.000 luôn. Đây. Đây. Mã nào thì mã đó này mày bỏ bao không có lộn được đâu nào ơi. 53 mét. Cái mã vừa rồi là 53 531. Ờ 532, 532. Đưa mã. Ờ mã vừa rồi là mã 532 anh em nha. Đây nè. 532 100. Đây 533. Đấy. Ok luôn, nó có cả tụ luôn này mà, có cục tụ này luôn nè. Đấy. Nó có cái cục tụ này luôn. Rồi 100k luôn, đấy. Sạch sẽ nè. 100. Rồi. Này 534. 534 từ 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 em từ từ. Cái này nó hơi nhiều anh em, có ốc vít đồ này nữa. Đó, cho nên là lô này, đấy. 150 bao ship luôn em ơi, này là lô cuối. Đó cho nên là nó hơi nhiều. Rồi 150 bao ship luôn nè, đó. Phố vô lại 534 4. Đâu? 534 đúng không? Ủa. Đúng không rồi. Mà công tắc này có nó có lộn nên nó cũng sao thôi. Lô nào nó cũng như lô nấy. Rồi ok hết rồi. 534 100. Coi tôi kiểm nha. 150 chứ, 150 là hết. Rồi, đưa mấy nó ra đi. Đó, đưa ra bên đây. Lát dọn xong. Rồi, giờ tới máy điện anh em nha. Đó, giờ tới máy điện. Rồi, đưa máy điện lên. Con này có đầu mở trong đây luôn anh em. Đó. Con 2 chiều anh em nha, đây nè 2 chiều 100V 620W. Đấy, điện 100V hết anh em ơi. Loại này là loại điện 100V hết nha. Đó. Kẹt hang anh em ơi. Đó. Hang nó bị nổ nha. Đây. Đó, anh em về dọn lại luôn. Đấy, con này xác luôn cho anh em luôn nha. Rồi 107 anh em ơi. 535 17 10 có 2 chiều đàng hoàng, đầu kẹp 13 có đầu mở đàng hoàng anh em nha. Đấy 170 535 170, con này xác 170 anh em nha. Rồi 536. Rồi con này nó chạy 1 chiều anh em ơi. Đó, nó chạy có 1 chiều thôi nha. 125W chạy 1 chiều. Chạy có 1 chiều thôi. Đầu ra vô không được nè. Đấy, rồi 120 luôn. 536 120. 536 120k dành cho em nó luôn. 536 120. Đưa bỏ đi hết em. Bỏ đi. Bỏ hết ra đó. Rồi con này không chạy luôn em ơi. Đó chạy nè. Đấy, thang rồi nè, con này đít nó dính nè, lỏng nè, đó,
Rồi con này có dây điện luôn hả? 125W luôn em nha. Hàng này bị lỏng nè em, giờ dì dọn lại luôn ha. Rồi 125W. Rồi con này 537, bật bóng điện lên em, gắn bóng điện vô. 150 anh em ơi, con này dây điện rất là dài. Đấy. 537 150k sát không chạy anh em ơi, 537 150. Con này 538 không than. Đấy, 60 sát luôn. 538 60k anh em ơi. Đó. 538 60. 538 60k. Rồi 539 mấy con này bán sát luôn anh em nha. Đó. Em không có test mấy con này tại mấy con này dưới 100.000 luôn rồi. Đó. Rồi 60 luôn, 539 60. 539 60k nha. Đó. 540. Đây. Bố em test đây nè. Con nào giờ giá trị nó cao cao tí anh em. Này có búa anh em nha. Này, đó, đầu búa có luôn. Đấy. Có búa. Test búa thử đi. Đó, có búa anh em ơi. Điều nó có đảo chiều. Đó, cốt nó cũng kêu rột rột nè, đấy. Rồi con này 400W boss, rồi con này 100k anh em nha. Đó, có búa nó không có đảo chiều đâu. Rồi 540 100 luôn. 540 100. Rồi 541 con này Makita có búa anh em ơi. Này, có búa, có đảo chiều, có điều tóc luôn. Đấy, sát luôn. 430W Makita. Rồi. 541 100 luôn anh em ơi. 541 100 luôn. 542 con này có đảo chiều nè, đấy, không có dây điện nữa. Đấy. Cứng cốt luôn nè. Rồi, con này 70 luôn anh em ơi. Đấy. 70k một con. Anh em về tự dọn giúp em nha. 542 70. Đấy. 542 70k. 543 con này mà lắc nó cơ mất cái công tắc này nè, làm lô công tắc giờ thay con này nó là ok. Gắp điện không vô ta. Fit con này hơi to anh em. À, con này cái fit nó hơi to hơn là cái này. Nó gắp nó không vô. Đây, thôi không cần test đâu em ơi, khỏi test luôn đi. Rồi bò lắc rocker, dây điện tay nắm đầy đủ anh em ơi. Đấy. Búa có 115V 540W đấy, hàng bò lắc rocker. Rồi con này dây điện có luôn em nha. Đó. Mất cái công tắc thôi. Rồi 543. Con này 150 bao ship luôn em nha. Đấy, máy to. 543 150. Mấy con một chiều này đem rã đi. Nó một chiều đã. Rồi con này nó có búa anh em nha. Đấy, có búa này, em quên test búa luôn rồi. Này test không kịp anh em. Đấy, thì chạy ok nè, có điều tóc, có đảo chiều. Rồi con này 100k luôn. Đó, 544 100 luôn. 544 100. Đấy. Rồi 545. Con này có bú luôn nè. Đó, có bú. Thì mấy con này có bú đời này nó có đầu mùi kẹp 13 thì nó sẽ không có đảo chiều đâu anh em ạ. Đầu kẹp 13 nó không có đảo chiều đâu. Rồi điếc luôn. Đấy. Không chạy. Rồi, 130 cho anh em luôn, 545 130. Sạc banh sát luôn nè. 545 130. Con này khoan mất cái đầu khoan rồi. Đấy. Này mất cái đầu khoan. Có lửa luôn nè. Có lửa nha, mà điều con này nó anh em giờ cắn bột vô cũng được nè, đã 850W. Rồi con này 546 100 luôn. Đấy. Rồi ok, chạy một chiều anh em ơi, nhưng mà 850W to nó công suất lớn á. Rồi điếc luôn. Đó. Không chạy. Có búa. Đầu quay được. Rồi con này để anh em hàng đại luôn, 80 luôn em nha. Đấy, 547 80 luôn. Đấy. Rồi 548 bit RGB. Rồi không chạy luôn em. Bit RGB. Đó, cốt nó cứng nè. Không chạy. Ồ em. Cái điện này. Rồi con này
70 anh em nha. Đó, sát không chạy. 70 luôn. 548 70k đấy. Con này Toshiba chạy không đủ tua nè, đấy. Chạy không đủ tua nha. Có điều tốc, có đảo chiều rồi. Con này 549 90 anh em nha. Đấy. 549 90k rồi sát luôn. Rồi 550, con này 40 này. Đầu nó cứng nè, vít mini thôi. Đấy. 550 40k luôn này. 550 40. Rồi 551 con này. Này công suất 200W nè, đấy. Quay đường anh em nha, công suất 200W. Rồi. 70 luôn, 551 70. Đấy. Sát luôn. Rồi 552. Một chiều anh em. Như bú trên này nè, sao có bú nè, nhưng em dặn không được. Rồi, anh em giờ chỉnh lại luôn ha. Rồi con boss này switch lên 4.7A 450W đấy, chạy. Có bú mà anh em giờ chỉnh lại luôn ha. Con này 553 130 luôn. À 552 chứ. 552 130 anh em nha, không ghi lộn. 552 130. Rồi 553, con này con một chiều. Con một chiều chạy ok luôn em, đầu kẹp 13. Rồi 553 150k là bao ship rồi anh em ơi. Đấy, con một chiều mấy con này anh em dời. Con đánh bột gì cũng được, 580W đấy. Rồi 553 150k. Rồi 554 con này cũng một chiều luôn em. Một chiều đầu kẹp 13. Trăm ngàn luôn em. 554 trăm ngàn luôn. Rồi 555 con nó rào luôn em ơi. Rồi à, con này boss này chạy tàu lao luôn em ơi. Đấy, boss này chạy tàu lao nha. Đấy, nó có hai gì, số 1 số 2 đây. 500W, có đảo chiều, có điều tốc, nhưng mà chạy tàu lao. Đấy, rồi sát con này 150 luôn. Đó, 555 150 sát luôn nè em ơi. 555 150 thôi được em, không đó thôi được rồi, lấy món khác chứ, chơi không vậy, nãy giờ chơi nguyên vàng con luôn, làm như không giếng anh chơi nguyên vàng. Rồi Makita 100k anh em ơi. Đó, 220W giờ vệ sinh quang phát nó xài thôi nè. 556 100 cưa lỏng, không có chức năng đâu nè, mấy con này không có chức năng đâu nha. 556 100k luôn. Rồi 557 đây. Đó, bán 120 giờ bán coi như là 100.000 cho anh em luôn. Đấy, sát 100k luôn em ơi. Đấy, VB con này nó có, ủa cái đỡ lưỡi nào ta. Đấy, không có đỡ lưỡi em ơi, hình thức của con này được đẹp thôi. Đấy, rồi 557 100k luôn. À, cưa lận lấy dài con em, chởi rồi, lấy cưa cắt gỗ dài con, lấy mỗi thứ dài con thôi, mỗi thứ 3-4 con thôi. Con này bị dính công tắc anh em, hư công tắc nha. Con này bị hư công tắc. Rồi, hàng Đài Loan 100k luôn em. 558 100 luôn. Đấy, 558 100k. Con này 559. Mỗi thứ nó 2-3 con em ơi. Chởi rồi. Điều tóc đỡ lưỡi có luôn em ơi, điều tóc đỡ lưỡi có. Đấy, thì giờ đấu còng điện vô là xài thôi em. Con này 150 nha, Makita 310W, mã 559 150k luôn. Đấy, rồi 560. Rồi em này hình thức còn ok đẹp nha. Đấy, còn thức còn dài ngắn thôi. Rồi con này 170 nè em ơi. Đấy, bào lưỡi 84 ok hết á, còn thiếu còn dây thôi. 560 170 luôn. Đấy, 561 con này BA đời này có thắng nè em. Lưỡi 6 anh em à, con này lưỡi 6 à. Con này lưỡi 6. 6 cặp lưỡi là giờ thay cặp lưỡi luôn ha. Không có cần phải mài nữa anh em ơi. Thay luôn. Rồi, anh em giờ thay cặp lưỡi nha, đó. Cái chân này nó cũng hở hở tí xíu nè anh em. Cái này nó bị mẻ góc ngay đây. Đấy,
chân thay cái dàn chân ở trong nè. Đấy, hồi hồi tí xíu. Rồi con này 370 này mà. Đấy, 370k BA có tháng lưỡi 82. Đấy. 561 370. Rồi 562. Em này. Con này có đèn anh em nha, không lửa không thắng luôn đó. 950W lưỡi 165. Rồi 220k Makita lưỡi hợp kim anh em nha. Đây. Lưỡi hợp kim. Đấy. Lưỡi này xài tạm ổn luôn. 562 220. Mỗi thứ hai ba con này. 562 220. Rồi 563, con này dính công tắc không? Không phải. Đỡ nhôm anh em, lưỡi 165 luôn, Hitachi. Con này không có thắng anh em nha. Mất cái nút giữ lưỡi nè, đấy, nó không có thắng, hơi có xíu lửa luôn. Rồi con này 563 190 anh em ơi, hả? 563 190k luôn. Rồi 564 cắt gạch lưỡi 125. Gạch lưỡi 125. Thôi có lửa xíu anh em ơi, anh em giờ dọn là thắng nó anh sẽ nhầm luôn. Rồi con này 170. Thôi có lửa xíu. Rồi, lưỡi 125, 950W đới nhôm. Đây có lưỡi lưỡi đàng hoàng, lưỡi đẹp anh em ơi. Đấy. Rồi, 564 170 luôn. Rồi 565 con này màu hồng anh em ơi. Đấy. Máy thổi dây điện ngắn. Rồi con này 70 cho anh em luôn, 565 70. 70k anh em nha, 565 70. Rồi 566. Cái công tắc này anh em ơi, công tắc nó bị ấy. Chạy thì ok á, anh em giờ làm lô công tắc rồi thay con này anh em. 566. Rồi con này chạy ok 101 anh em nha, làm lại công tắc nha. Đấy, hàng Ethelman chạy ok im ru. 566 101. Rồi 567. Rồi con này ok luôn 120 anh em ơi, 567 120. 567 120k luôn. Rồi ok được luôn. Rồi 568. Rồi điếc Makita. Điếc anh em ơi. Đấy. Con này Makita. Đấy. Dây điện thì nó hơi xấu, máy thì không chạy. Ok, đầy đủ. Đấy. Nó không chạy thôi. 120 anh em ơi. 568 120. Rồi đi luôn. Rồi 569. Rồi điếc luôn anh em ơi. Đấy. Rồi sát luôn anh em ơi, à. Con này hình thức còn ok, nó chạy cái giật cái tan anh em ơi. Bị giờ tháo than là dọn lại nha. Rồi con này đẹp 130 anh em nha. 569 130. Đấy. 569 130 chạy cái giật cái tan. Rồi 570. Rồi chạy này nó chạy thiếu tua luôn nè. Đó. Chạy thiếu tua luôn, 570. Rồi con này 70 anh em nha, hình thức còn ok luôn, 570, 70. Rồi được rồi. BR25 anh em nha, chạy chút xong rồi nó cái nó kêu lên á, đó. Lúc đầu tiên vô chạy êm, xong lúc sau vô kêu lên. Đó. Anh em biết bệnh chưa? Rồi xác. 571. Rồi 450k BR25 anh em nha. Đấy. BR25. 1050W mất cái đầu kẹp lưỡi luôn nè, đi luôn em. 57 mấy không? 21.
Rồi 572 được em, không quay nữa đâu. Đúng trăm con rồi. Rồi chiều nay em quay đúng trăm mã thôi anh em. Rồi con này có lửa luôn em ơi. 572 250 luôn. Rồi có lửa luôn, hơi 66 con cuối cùng. Đấy, con cuối cùng 250 bao ship rồi anh em về dọn lại cho em nha. Hả? Rồi em xin kết thúc video ở đây. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video vào ngày mai nha. Tại giờ này cũng trễ lắm rồi anh em ơi. Đó. Em không có quay thêm được nữa. Rồi chào tất cả anh em nha.